Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Trong video ngày nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái trải nghiệm của mình với một chiếc smartphone giá lên tới 1000 đô. Và đây, giới thiệu với anh em đó chính là chiếc Huawei P40 Pro đang rất là hot trong thời gian vừa qua. Và anh biết rằng là anh em cũng đang quan tâm tới cái máy này. Thế nhưng mà có một điều mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó chính là trong quá trình mà mình sử dụng ấy thì mình đã lỡ tay làm xước màn hình của chiếc máy này. Và mình nghĩ rằng đây sẽ là những trải nghiệm cuối cùng trước khi mà mình phải đóng hộp và trả lại cho anh Huy NL. Vậy thì anh em đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Thì cái đầu tiên đó chính là về cái phần thiết kế, và đặc biệt là phần thiết kế mặt lưng. Mình biết rằng là anh em, có rất nhiều anh em ấn tượng về cái mặt lưng của chiếc máy này, và mình cũng không phải là một ngoại lệ. Mình thấy rằng mặt lưng của cái máy này nó rất là đẹp, và có lẽ đây sẽ là một trong những cái mặt lưng đẹp nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại năm 2020. Thế thì đối với lại chiếc Huawei P40 Pro ấy, thì cái mặt lưng này nó sẽ được làm nhám. Và thay vì là làm kính như là những cái smartphone ở thị trường hiện tại. Và mình thấy rằng đây là một điều mà Huawei họ đã làm rất đúng đắn. Tại vì anh em có thể thấy rằng là nếu như chúng ta làm mặt lưng bằng kính ấy, thì nó sẽ rất là dễ bám mồ hôi cũng như là dấu vân tay. Anh em không tin đúng không ạ? Anh em hãy cứ thử nhìn cái con S20 Ultra của mình thì anh em sẽ thấy. Đấy, bám vân tay phải gọi rằng cực kỳ là kinh khủng luôn. Thế nhưng mà đối với lại Huawei thì họ đã làm theo một cái hướng khác. Và tất nhiên là nếu như mà anh em nào mà có quá nhiều mồ hôi và dấu vân tay ấy, thì nó vẫn sẽ bám. Thế nhưng mà đối với lại mặt lưng bằng kính thì anh em sẽ phải dùng rất là nhiều thứ, nào là rẻ, nào là khăn để có thể lau được. Thế nhưng mà đối với lại một cái mặt lưng nhám như này, tất cả những gì anh em cần làm đó chính là đấy, vuốt một phát, phủi một phát. Thế là chúng ta lại có một cái mặt lưng nhìn rất là đẹp, rất là sexy như thế này. Và mình ấn tượng về cái mặt lưng của chiếc P40 Pro này đến cái mức mà cái ngày đầu tiên khi mà mình cầm trên tay cái máy này, tất cả mọi người trong văn phòng đều nói với mình rằng là em ơi, em hãy dùng ốp lưng đi. Thế nhưng mà đây là câu trả lời của mình. Em không dùng ốp lưng. Em không dùng ốp lưng. Em không dùng ốp lưng. Và mình nghĩ rằng anh em cũng nên như vậy. Với một cái máy mà có mặt lưng ấn tượng như này, tốt nhất là anh em cứ dùng trần đi. Tại vì là dùng trần thì bao giờ sẽ thích hơn, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà điều đó chưa phải là điều duy nhất. Với cái mặt lưng chúng ta đã thấy nó rất là ấn tượng rồi. Thế nhưng mà mặt trước nó còn đặc biệt hơn nữa. Anh em có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có không chỉ một, không chỉ hai, mà chúng ta sẽ có tới 4 cạnh màn hình được cong tràn ra như này. Nhìn nó rất là đặc biệt đúng không ạ? Và mình thấy rằng đây là một cái kiểu thiết kế nó khá là hợp lý. Tại vì là bây giờ chúng ta đang dần gọi là chào tạm biệt với lại những cái phím điều hướng rồi. Mà thay vào đó chúng ta sẽ làm quen dần với lại những cái thao tác vuốt. Và với một cái kiểu thiết kế như thế này thì khi mà anh em vuốt lên, khi mà anh em vuốt sang phải, anh em vuốt sang trái thì anh em sẽ không hề là bị đau tay. Rồi, và như vậy thì xong về cái phần thiết kế. Và cái điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về cái bảo mật. Thế thì với chiếc Huawei P40 Pro này thì nó có một thứ mà iPhone không có, đó chính là cảm biến vân tay nằm bên trong màn hình. Và đối với thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là cái cảm biến vân tay này nó cực kỳ là hữu ích. Anh em có thấy rằng bây giờ cái tình hình thì nó cũng đang khá là căng thẳng. Và Face ID hay là nhận diện khuôn mặt, từ một thứ mà nó rất là tiện cho đến bây giờ thì nó đã trở thành một thứ nó rất là phức tạp và nó rất là khó chịu. Bởi vì là mỗi khi mà chúng ta mở điện thoại ra thì chúng ta lại phải bỏ khẩu trang ra, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với lại những cái máy mà có cảm biến vân tay nằm bên trong màn hình như thế này thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và theo như quảng cáo thì Huawei họ còn nói rằng là cảm biến vân tay này nó sẽ nhanh hơn 30% so với lại thế hệ trước. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà mình sử dụng cái máy này ấy, thì mình không nhận ra được sự chênh lệch. Tại vì sao? Tại vì là khi mà mình sử dụng ấy, nó quá là nhanh. Anh em chưa biết được là chênh lệch nó là bao nhiêu thì anh em đã mở khóa cũng như là dùng điện thoại rồi. Hơn thế nữa, có một điều mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là với chiếc Huawei P40 Pro này thì chúng ta sẽ có cảm biến hồng ngoại để giúp anh em có thể là mở khóa khuôn mặt trong điều kiện thiếu sáng một cách tốt hơn. Và mình thấy có khá nhiều anh em bảo rằng là cái cảm biến này nó khá là giống với lại Face ID ở trên iPhone. Thì mình nghĩ rằng là không chỉ vậy đâu mà Apple họ còn có thể học hỏi Huawei cơ. Không phải học hỏi về cái phần thiết kế nhá, mà anh em có thể để ý rằng là với Face ID chúng ta sẽ có nguyên cả một cái tai thỏ nó rất là to như này, một cái điểm khuyết phải gọi rằng rất là lớn ở trên điện thoại. Thế nhưng mà nếu như mà Apple họ có thể làm giống với lại Huawei giống như này thì anh em có thể thấy rằng cái kích thước này nó không quá to và chúng ta sẽ có cái phần tai thỏ nhỏ đi khá nhiều. Rồi, và đây cũng chính là cái điều mà mình muốn chia sẻ với anh em về phần thứ hai, đó chính là về phần bảo mật. Cái phần thứ ba mà mình muốn chia sẻ với anh em và mình biết rằng là anh em cũng đang rất là quan tâm, đó chính là về phần hiệu năng cũng như là về sức mạnh của chiếc máy này. Thế thì nếu như chúng ta nhìn vào cái thông số của chiếc Huawei P40 Pro, chúng ta sẽ thấy rằng là toàn hàng khủng thôi. Chúng ta sẽ có con chip là Kirin 990 cùng với đó là 8GB RAM. Và quanh thông số này thì anh em có thể thấy rằng là cái máy của chúng ta ấy, nó rất là cơ bắp, nó rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Thế nhưng mà mạnh thôi là chưa đủ, Huawei họ còn trang bị cho chúng ta thêm cả một cái màn hình tần số quét lên tới là 90Hz.
và nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của anh em trở nên phải gọi rằng cực kỳ tốc độ, và nó rất là nhanh và nó rất là mượt. Thế nhưng mà mình thấy có khá nhiều anh em hỏi những câu như kiểu là tại sao lại 92 nhỉ? Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em. Thực ra ấy, thì màn hình 90Hz Huawei họ đã làm rất là hợp lý, nó làm rất là vừa phải để chúng ta có được một cái trải nghiệm tốt nhất, đặc biệt là về cái dung lượng pin. Thế thì về cái dung lượng pin, chiếc Huawei P40 Pro này chúng ta đang có là 4.200 mAh. Nếu như chúng ta so sánh nó với lại những viên pin phải gọi rằng cực kỳ là khủng khiếp ở thời điểm hiện tại, 5.000 mAh hay là 6.000 mAh, thì rõ ràng cái viên pin này nó cũng không phải là quá trâu. Thế nhưng mà nếu như mà anh em để ý, chúng ta sẽ có màn hình 90Hz đúng không ạ? Vậy thì cộng hai cái yếu tố này lại với nhau thì mình nghĩ rằng đây cũng chính là lý do khiến cho Huawei họ quyết định là trang bị chúng ta màn hình 90Hz để chúng ta có được một cái trải nghiệm tốt hơn. Và anh em với cái máy này anh em có thể yên tâm dùng cả ngày. Chia sẻ kỹ hơn với anh em về sạc pin của chiếc Huawei P40 Pro thì nó đang được trang bị sạc nhanh lên tới là 40W. Và thực ra khi mà mình nghe xong mình đã nghĩ rằng ui rồi cái này chắc là chém gió thôi. Và tất nhiên là mình đã làm một cái bài thử nghiệm nho nhỏ về cái khả năng sạc pin của chiếc máy này. Mình đã chơi game cũng như là mình đã sử dụng tầm khoảng máy chỉ còn tầm 10% thôi. Và mình đã cắm sạc và sau nửa tiếng thì khi mà mình quay lại thì nó đã lên tới là 50% trong vòng nửa tiếng. Đấy. Và cái dung lượng pin này thì đủ để cho anh em có thể dùng rất là thoải mái rồi. Cái phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh em, và đây cũng là một trong những phần mà mình cảm thấy vô cùng ấn tượng, đó chính là về phần camera ở trên chiếc Huawei P40 Pro. Thế thì nếu như mà anh em chưa biết thì đây là một trong những cái cảm biến rất lớn ở thời điểm hiện tại, thậm chí nó còn lớn hơn cả cảm biến ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Để cho anh em dễ dàng hình dung thì đây chính là cái kích thước cảm biến của chiếc Galaxy S20 Ultra. Chúng ta sẽ có là 1:1.33 inch. Còn đối với lại chiếc Huawei P40 Pro thì cảm biến của nó thậm chí nó còn lớn hơn nữa là 1:1.28 inch, nghĩa là lớn hơn cảm biến ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra rồi. Thế thì nếu như chúng ta theo lý thuyết thì cảm biến càng lớn thì chụp ảnh nó sẽ càng ngon, nó sẽ càng đẹp đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi ở đây đó chính là liệu chiếc Huawei P40 Pro này chất lượng ảnh nó có đẹp hay không? Thì câu trả lời xin thưa với anh em là có. Và đây xin mời anh em tham khảo một vài bức ảnh mà mình đã chụp được ở trên chiếc Huawei P40 Pro. Về cái độ sắc nét thì anh em có thể nhận thấy rõ một điều là ảnh ở trên P40 Pro, thứ nhất là nó cực kỳ nét, độ chi tiết rất là cao, màu sắc tái tạo lại ở mức gọi là hơi rực rỡ một chút để cho anh em có thể là không bị khó chịu mà vẫn có thể up thẳng lên mạng xã hội, ví dụ như là Facebook cũng như là Instagram. Về cái camera zoom thì máy chúng ta sẽ có khả năng zoom lên tới là 50x. Và mình cũng đã chụp thử một vài những cái tấm trên đường đi. Đấy, từ siêu rộng cho tới là 50x luôn. Và anh em có thể thấy rằng là nó zoom ra được tận cái bể nước đằng kia. Anh em không nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, bản thân mình cũng có thấy đâu. Thế nhưng mà đến khi mà zoom lên thì nhìn rất là rõ chi tiết luôn. Thế nhưng mà anh em cũng không cần dùng tới 50x đâu. Tại vì là khi mà chúng ta zoom quá nhiều như vậy thì ảnh của anh em sẽ không còn được nét nữa. Tuy nhiên thì anh em có thể zoom tầm khoảng tầm 20-30x là ảnh nó đã rất là tốt rồi. Ví dụ như là tấm ảnh mà mình đã chụp được trên đường như này. Anh em có thấy rằng là mình đang ở khoảng cách rất là xa với cả cái anh thanh niên này. Thế nhưng mà khi mà mình zoom vào ấy thì mình có ngay một cái bức ảnh nó không đến nỗi. Tuy nhiên không chỉ có vậy, một trong những cái điểm mà mình ấn tượng nhất ở trên cái máy này đó chính là khả năng chụp ảnh xóa phông. Thú thực với anh em rằng là camera AI của cái máy này nó quá là khôn luôn. Xử lý background các thứ phải gọi rằng là siêu đẹp. Anh em có thể tham khảo một vài hình ở đây, anh em sẽ thấy ngay được là cái phần tóc của bạn mẫu này. Mặc dù là sẽ có một vài cái sợi tóc nó dựng lên, thế nhưng mà máy nó vẫn xử lý được đấy. Và cái phần background đằng sau cũng được xóa phải gọi rằng là mờ tịt luôn. Và cái tốc độ xử lý ảnh của máy cũng khá là nhanh. Anh em nào chụp thì đợi tầm khoảng 1 đến 2 giây là có ngay ảnh đẹp rồi. Bên cạnh đó thì tất nhiên điện thoại Huawei thì vẫn giữ chúng ta rất nhiều những cái tính năng. Ví dụ như là anh em có thể chụp ảnh chuyên nghiệp, anh em có thể là chụp ảnh dưới nước, và có cả tính năng thực tế ảo AR để cho anh em có thể trải nghiệm nữa. Và tự chung lại thì mình thấy rằng anh em hoàn toàn có thể hài lòng với cái khả năng chụp ảnh ở trên chiếc Huawei P40 Pro. Thế nhưng mà cái điều mà mình muốn chia sẻ với anh em nó không phải là về những cái con số nó quá là khủng, ví dụ như là 50x hay là camera góc siêu rộng hay là camera chụp ảnh chân dung vân vân và vân, mà cái làm mình ấn tượng nhất ở trên cái máy này ở cái khả năng chụp ảnh đó chính là về cái khả năng xử lý ảnh của nó phải gọi là cực kỳ tốt. Và mình nghĩ rằng đây là một trong những cái điện thoại cũng như là một trong những cái camera trên điện thoại tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại rồi. Cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về cái Huawei Gallery app. Thì nhìn chung trong này thì anh em sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng mà anh em thường xuyên sử dụng hàng ngày, ví dụ như là Zalo này, những ứng dụng liên lạc này, cũng như là những cái ứng dụng thương mại điện tử, ví dụ như là Tiki, hay thậm chí là có những ứng dụng giải trí, ví dụ như là nhạc của tui, hay là game cùng các thứ là nó cũng đều có cho anh em hết. Trước đây thì app Gallery chủ yếu hoạt động và phục vụ cho người tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc. Và từ năm 2019 thì hãng đã quyết định mở rộng phạm vi hoạt động theo chính sách hợp tác sâu rộng với các nhà phát triển toàn cầu và địa phương. Và đến nay thì App Gallery cũng đã xếp vị trí thứ 3 trong số các kho ứng dụng toàn cầu và phủ sóng hơn 170 quốc gia và khu vực.
đặc biệt là có hơn 400 triệu người dùng hàng tháng, cũng như là thu hút 1,3 triệu nhà phát triển trên khắp thế giới tính tới thời điểm cuối năm 2019. Hơn thế nữa là với chiếc Huawei P40 Pro này thì anh em cũng sẽ có 5G. Mình biết rằng là nếu chúng ta nói về 5G ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn còn hơi sớm. Thế nhưng mà anh em cũng biết rằng là sắp tới chúng ta sẽ có 5G rồi. Các nhà mạng cũng đang rất là mong muốn gọi là xây dựng cũng như là phát triển 5G. Thế nên là với cái việc chúng ta có một cái điện thoại có 5G ấy, thì nói chung là nó sẽ đảm bảo hơn. Và trong tương lai anh em sẽ còn cái máy của anh em, thậm chí nó còn nhanh hơn nữa. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một điều, nó cũng là một cái lợi thế của anh em khi mà chúng ta có những cái điện thoại smartphone 5G. Và một trong thông tin nữa mình biết rằng là anh cũng đang rất là quan tâm, đó chính là khi nào thì Huawei P40 Pro mới được giới thiệu tại Việt Nam. Thì thông tin cho anh em rằng là vào ngày 21 tháng 4 sắp tới thì Huawei sẽ giới thiệu P40 Pro tại thị trường Việt Nam. Thế nên là anh em hãy cố gắng là đợi đến ngày hôm đó nhé. Xíu thôi, một vài hôm nữa thôi nhé. Thế thì để tóm lại về chiếc Huawei P40 Pro thì nhìn chung mình thấy rằng thị trường smartphone bây giờ nó giống như kiểu là cuộc chạy đua vũ trang vậy. Chúng ta có rất nhiều những cái cuộc chiến của những con số, ví dụ như là màn hình 120Hz này, chúng ta có zoom số khủng này, camera zoom số khủng này, chúng ta sẽ có nào là pin trâu này, vân vân và vân vân. Và tất nhiên là Huawei P40 Pro nó cũng sẽ có những cái điều đó, thế nhưng mà họ làm phải gọi rất là vừa phải. Và mình nghĩ rằng ấy, là người dùng họ cũng chỉ cần đến mức như vậy thôi, nghĩa là nó đủ dùng thôi, không phải gọi là quá mức. Quá mức thì nó lại thành ra dư thừa. Và rồi, thì đó là về cái trải nghiệm của mình với chiếc Huawei P40 Pro này. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và nếu như mà anh em nào đặc biệt là mong ngóng giá bán của chiếc máy này thì xin mời anh em hãy chờ đón trên Anh Em TV vào số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bây giờ thì mình sẽ phải đi gọi điện xin lỗi sếp Huy đã. Chết rồi, cắt lượng rồi.